Hi everyone, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Tiếng Anh Bồi của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ vựng theo chủ đề khám sức khỏe. Từ đầu tiên, các bạn đọc là X-ray. X-ray, các bạn nhớ chữ đầu tiên là X. Nó X một cái, xong nó có chữ sờ, xong ray. X-ray. X-ray có nghĩa là chụp hình bằng tia X. Các bạn đừng đọc là X-ray thì người ta chỉ hiểu được khoảng 85% thôi. X-ray thì người ta hiểu 85%, X-ray thì người ta hiểu hơn, tại vì tiếng Anh nó phải xuống giọng một chút. X-ray, ví dụ ở trong cái câu câu hỏi ấy, thì các bạn có thể nói là X-ray cũng được khi nó nằm ở cuối các câu đó. Các bạn có thể nói là X-ray, nhưng mà bình thường khi chúng ta nói trong những câu bình thường thì chúng ta nên dùng là X-ray. Từ thứ hai, các bạn đọc là wheelchair. Wheelchair, phân tích nó ra thì nó là wheelchair. Còn khi đọc nhanh thì các bạn đọc như thế này cho mình: chữ O và chữ E các bạn đọc nhỏ thôi, chủ yếu là đọc chữ we và chữ che, đọc là wheelchair. Wheelchair có nghĩa là xe lăn. Đây, cái xe lăn là cái hình bên cạnh đây các bạn, cái hình này là xe lăn. Băng đeo cánh tay đau thì chúng ta nói là sling. Sling, cách ghi gần tương tự cách đọc sling. Sling, cách thứ hai các bạn rung âm ngờ cuối sling. Sling, băng vết thương nhỏ thì các bạn đọc là band aid. Band aid, band aid. Cách thứ hai dễ đọc hơn thì các bạn nối chữ the ở âm đầu này với chữ A thành là Band-Aid. Band-Aid, Band-Aid. Bỏ bột thì các bạn đọc là cast. Cast, cách ghi tương tự cách đọc cast. Nó chỉ khác một cái là âm C đầu tiên này thì các bạn nhớ đọc là khờ. Cast, cast, và kết thúc bằng âm sơ và âm tờ. Cast. Bàn khám bệnh thì các bạn đọc là examining, xuống giọng nhé. Examining, hai âm cuối xuống giọng. Examining table. Examining table. Examining table. Các bạn nhớ ở đây là âm th. Table. Table. Examining table. Xuống giọng âm đầu tiên nó ịch, nó có chữ g một cái, ịch. Exam, ở đây chữ sờ này là nó đọc âm giờ các bạn, nó nối sang bên này đọc âm giờ. Examining, examining table, examining table. Doctor, doctor, cái chữ này các bạn đọc là doctor, doctor. Cách đọc thứ hai các bạn có thể đọc là doctor, doctor, thì cách nào cũng được, các bạn thấy dễ cách nào thì đọc cách đó, doctor hoặc doctor đều đúng thôi. Đây, bác sĩ là cái người bên cạnh này các bạn. Đấy, cái anh chàng đẹp trai mà đang nổi tiếng đấy các bạn. Nổi tiếng vì có người yêu rồi mà vẫn tham dự chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đấy. Hay là người ấy là ai gì đấy, mình cũng không rõ lắm. Đây là cái anh này đây. Doctor, bác sĩ. Hộ lý thì các bạn đọc là attendant. Attendant. Các bạn, âm đầu tiên là attendant. Attendant. Cách thứ hai các bạn có thể đọc là attendant, attendant, attendant. Cách thứ ba các bạn không cần đọc âm t nữa và đọc là attendant hoặc là attendant, attendant, attendant. Cái nặng thì các bạn đọc là crutch, crutch. Âm đầu tiên là âm khờ, crutch. Âm này là âm á các bạn nhé, crutch, và kết thúc bằng âm chờ, crutch. Âm chờ mạnh, âm chờ bắn hơi đấy, crutch. Cái nặng. Ống nghe thì các bạn đọc là stethoscope. Âm đầu tiên là âm sờ, ste, âm tiếp theo là âm tờ các bạn nhé, không phải là giờ, nó là âm tờ. Stether, các bạn nhớ âm tờ, nó ghi là thờ nhưng mà nó đọc là tờ. Stethoscope, stethoscope.
kết thúc bằng âm P. Stethoscope. Stethoscope. Biểu đồ theo dõi thì các bạn đọc là chart. Âm A nó kéo dài ra một chút tại vì ở đây nó có âm R các bạn, nên nó kéo dài ra một chút, đọc là chart. 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 Âm chờ mạnh, âm chờ bắn hơi và kết thúc bằng âm T. Chart. Chart. Chữ tiếp theo, chữ này thì các bạn nhiều bạn biết chữ này, đọc là nurse. Âm ơ nó cũng hơi dài một chút. Nurse và kết thúc bằng âm sờ. Nurse. Từ này có nghĩa là y tá. Đây, y tá là cái hình bên cạnh các bạn. Đây, cô y tá xinh đẹp nhất Đài Loan đây. Nurse, y tá. Cái cáng thì các bạn đọc là stretcher. 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 Ở đây mặc dù nó có âm T ở đây nhưng mà chúng ta không đọc là stretcher mà chúng ta đọc là stretcher. Stretcher. Cái cách mà stretcher thì nó chỉ đúng được khoảng 75% thôi, nên các bạn cứ đọc đơn giản là stretcher. Stretcher. Các dụng cụ thì chúng ta đọc là instrument. In đầu tiên thì các bạn vẫn đọc in thôi, instruments. Insert các bạn, insert. Instruments. Instruments. Instruments và kết thúc bằng âm sờ. Cách đọc thứ hai các bạn có thể đọc là chữ mờn thành chữ mình. Instruments. Instruments. Hai cách này thì độ tương đương chính xác của nó cũng như nhau thôi. Instruments. Instruments. Người làm công tác vệ sinh răng miệng thì các bạn đọc là oral hygienist. Âm hài này là xuống giọng các bạn nhé, và lên âm chi này xuống giọng âm nis. Oral hygienist. Oral hygienist. Âm chờ này là âm chờ nhẹ các bạn nhé, chờ rung trong cổ họng. Oral hygienist. Oral hygienist. Nó không bắn hơi. Oral hygienist. Máy khoan thì các bạn đọc là drill. Drill. Nó drill và kết thúc bằng âm o. Chữ l này trong tiếng Anh nó kết thúc bằng o. Drill. Drill. Các bạn đọc ngắn thôi, drill. Cái chậu. Cái chậu bồn rửa thì các bạn đọc là basin. Basin. Cách đọc thứ hai các bạn đọc chữ sơn thành chữ sần. Basin. Basin. Cách đọc thứ ba các bạn đọc basin hoặc basin mà có chữ n cuối nó hơi rung. Cách đọc thứ ba thì nó chính xác hơn. Basin. 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 Nha sĩ thì các bạn đọc là dentist. Dentist. Kết thúc bằng âm s và âm t. Dentist. Dentist. Cách đọc thứ hai độ chính xác khoảng 90%. Các bạn bỏ âm T đi cũng được, các bạn đọc là dentist. Dentist. Nhưng mà các bạn tuyệt đối không được bỏ âm S. Ví dụ các bạn đọc là dentist thì người ta sẽ không bao giờ hiểu được. Các bạn nhất định phải có âm S ở đây. Dentist. Dentist. Bàn đạp thì các bạn đọc là pedal. Pedal. Mà ở trong tiếng Việt của chúng ta hay có cái từ pedal đấy các bạn. Cái từ đó là cái nguồn gốc của nó là từ tiếng Pháp. Mà tiếng Pháp với tiếng Anh là hai cái từ này nó tương đương nhau. Pedal. Bởi vì các bạn biết ở trong tiếng Anh có rất nhiều từ mượn từ tiếng Pháp. Pedal. Pedal. Bệnh nhân thì các bạn đọc là patient. Patient. Âm sờ các bạn nhé. Patient. Patient. Cách thứ hai các bạn đọc là sờn thành là sần. Patient. Patient. Cách thứ ba các bạn đọc là patient hoặc là patient mà không cần âm t nữa. Patient. Patient hoặc là patient. Patient. Mũi khâu thì các bạn đọc là stitch. Stitch. Các bạn nhớ là âm chờ cuối. Stitch. Stitch. Ở đây một số bạn có thể đọc là stitch, stitch. Thì các bạn đọc stitch thì nó đúng được khoảng 70%. Stitch.
các bạn đọc là stitch, stitch, coi như nó không có âm t ở đây đi thì nó đúng hơn, stitch. Cồn thì các bạn đọc là alcohol, nhưng mà đọc nhanh lại thì nó nghe thế này, alcohol, alcohol, alcohol. Bông gòn thì các bạn đọc là cotton balls, cotton, âm khờ và xuống bên này là âm trờn, cotton ball, ball và kết thúc bằng âm giờ mà đọc nhanh hơn, balls, balls, cotton balls, cotton balls. Cách thứ hai các bạn có thể đọc chữ này là thần, cotton, cotton balls, cotton balls. Cách thứ ba các bạn có thể đọc là cotton, cotton, cotton balls, cotton balls. Cách thứ tư các bạn có thể đọc là coin, không có như không có chữ T đi, coin, coin balls, coin balls. Băng y tế thì các bạn đọc là bandage, bandage, kết thúc bằng âm chờ các bạn nhé, bandage, chờ này là chờ nhẹ thôi, bandage, bandage. Miếng gạc thì các bạn đọc là gauze, pass, gauze, âm giờ các bạn nhé, gauze, pass, mà các bạn có thể đọc âm sờ cũng được, đọc là gauze, pass, gauze, pass, gauze, pass, gauze, pass. Cái kim thì các bạn đọc là needle, needle, âm ni nó hơi dài một chút, needle, ở đây mình ghi lại cho các bạn, âm ni nó hơi dài đấy, needle, needle, cái kim. Ống tiêm thì các bạn đọc là syringe, syringe, âm chờ cuối cũng là âm chờ nhẹ, nó không bắn hơi nhiều mà thậm chí nó không bắn, nó chỉ rung, syringe, syringe. Ở đây là một số hình minh họa thôi các bạn, ví dụ cái này thì chúng ta có thể gọi là, cái này thì gọi là gạc cũng được mà gọi là băng cũng được, nó tùy theo cái công việc mà bạn làm thôi. Ví dụ khi các bạn gấp vào vết thương thì có thể gọi là gạc, còn khi mà chúng ta băng kiểu này thì gọi là băng cũng được. Ở đây mình sẽ vào Google hình ảnh và mình sẽ tìm kiếm một số hình ảnh cho các bạn xem, ví dụ những cái từ nào nó khó, những cái từ nào các bạn chưa rõ lắm thì mình sẽ tìm cho các bạn. Từ đầu tiên này mà mình hướng dẫn cho các bạn rồi, cách đọc của nó là X-ray, X-ray đấy, có nghĩa là chụp bằng tia X. Thì các bạn thấy đây, những cái từ này, những cái hình ảnh này là X-ray, X-ray. Bây giờ từ sau mỗi video mình sẽ có những cái file, sẽ có những cái tệp hình ảnh cho các bạn xem như thế này để các bạn hiểu rõ hơn và dễ học thuộc từ đó hơn. X-ray, các bạn đọc X-ray. Xe lăn thì khi nãy mình đã giới thiệu cho các bạn rồi. Ví dụ băng đeo cánh tay đau, nó là sling, sling. Thì mình sẽ tìm sling cho các bạn. Đấy, ở đây là băng đeo cánh tay đau, các bạn thấy không? Đây là sling, sling, chính là nó đây các bạn, sling. Từ tiếp theo, băng vết thương nhỏ, ban, band-aid, band-aid. Thì các bạn, mình gõ vào đây thì mình tìm cho các bạn, band-aid, đấy thì nó xuất hiện ở đây các bạn. Đây chính là band-aid, band-aid. Các bạn lưu ý khi mà chúng ta tìm trên Google hình ảnh thì các bạn thấy cái nào nó nhiều hoặc là cái nào nó để cái tựa đề phía dưới này đấy, band-aid thì mới chính xác, bởi vì đôi khi nó sẽ tìm những cái hình ảnh nó liên quan thôi chứ nó không hoàn toàn chính xác. Các bạn lưu ý như vậy. Đây là band-aid. Còn bó bột, cast thì các bạn cũng biết rồi, chắc nhiều bạn cũng đi bó bột nên cũng biết rồi. Thì mình tìm cho các bạn luôn đấy, cast, cast. Đây là cast, cast. Bàn khám bệnh là examining table, thì mình gõ vào đây examining,
các bạn gõ từ từ thôi, đôi khi nó sai một chút thì Google nó sẽ chỉnh cho các bạn. Examining table đây chính là nó đây, bàn khám bệnh. Examining table. Khi mà học bằng hình ảnh như thế này thì các bạn sẽ dễ thuộc hơn. Đây là cách học rất là hiệu quả các bạn ạ. Examining table. Và mình sẽ tìm những cái từ tiếp theo, ví dụ từ crash, cái nạn. Thì các bạn gõ vào đây crash. Crash, cái nạn. Đây chính là nó. Crash. Crash, cái nạn. Hộ lý, attendant, thì mình cũng cũng có thể tìm được các bạn. Attendant, kết thúc bằng âm T, attendant. Attendant. Ở đây các bạn hiểu lý do vì sao mà attendant nó lại ra những cái này không? Bởi vì flight attendant có nghĩa là tiếp viên hàng không. Attendant có nghĩa là hộ lý hoặc là tiếp viên. Đấy, các bạn hiểu như thế nhé. Ví dụ giờ các bạn muốn rõ hơn cái từ hộ lý này ở trong cái y tế thì các bạn có thể gõ là vào đây là medical attendant. Medical attendant, đây chính là hộ lý các bạn. Medical attendant. Đây là cái cách các bạn dùng Google nhé, chứ không phải lúc nào các bạn gõ nó cũng ra đâu, các bạn phải hiểu nó nữa. Cái từ tiếp theo là stethoscope, ống nghe. Các bạn gõ stethoscope. 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 Ống nghe. Đây là chính là nó. Đấy, các bạn cứ tìm như thế này thì các bạn sẽ tìm ra được những cái hình ảnh nó liên quan, những cái hình ảnh nó chính xác. Còn ví dụ chữ nurse chỉ có nghĩa là y tá thôi thì các bạn cũng dễ tìm nó. Đó, nurse, các bạn gõ một cái thì ra y tá đây. Đó là nurse. Những cái từ nào nó phổ biến thì các bạn dễ tìm lắm. Ví dụ từ nurse thì chúng ta gõ một cái là nó ra ngay là y tá. Mình lấy cho các bạn cái từ tiếp theo, ví dụ từ stretcher, cái cáng. Các bạn gõ vào stretcher. Stretcher, stretcher. Là nó đây, stretcher. Stretcher, cái cáng. Cảm ơn các bạn hôm nay đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay hãy nhấn like and subscribe. Thank you very much for the watching. See you tomorrow. Bye.